Phương Chùa cả nhà đang chụp hình với khán giả. Thì buổi tối khá là đông luôn cả nhà ơi. Có chút béo, béo cũng coi. Cười cũng đẹp mà nói chuyện cũng đẹp, dễ thương. Buổi tối là khá là đông ha cả nhà. Thì ở trong kia cảnh thì đẹp lắm nhưng mà nhạc khá là nhiều cho nên là Phúc Phan ra bên ngoài để quay toàn cảnh buổi tối tại quán Ngôi Sao, hội quán Ngôi Sao Việt Vương của anh Phương Dừa. Rất là đẹp luôn mà rất là đông nữa. Còn những ở trong cái chòi ở bên trong kia rất là đông ha, chòi nào cũng có khách rất là đông nhưng mà trong đó thì hiện tại có nhạc ha cô chú anh chị, cho nên Phúc Phan không vào bên đó quay được cho cô chú anh chị xem. Buổi tối những cái chòi lá bên trong rất là đẹp luôn. Bây giờ thì Phúc Phan sẽ vào bên trong chỗ nướng khoai cho cô chú anh chị xem ha. Khoai lang thì buổi tối là Phương Dừa nướng tầm khoảng 100 kg khoai của chú anh chị. Khoai lang thì Phương Dừa là nướng toàn bộ là ăn miễn phí hết, cho nên Phúc Phan sẽ vào bên trong quay cho cô chú anh chị xem, rất là đẹp luôn nè. Đây là khoai lang ha cả nhà. Đó. Khoai lang là miễn phí đấy nha cả nhà. Đây là khoai lang ăn miễn phí nha cả nhà. Thì khách đến đây có thể là uống cà phê ăn cái món khoai lang nướng. Rất là ngon nè cả nhà. Cái này là nướng rồi nè. Rất là đông, rất là vui cả nhà. Bên trong những cái chiếc chòi bên kia là cũng có khách rất là đông cả nhà, nhưng mà trong đó thì hiện tại đang có nhạc cho nên là Phúc Khang không vào bên đó ha cô chú anh chị. Khi nào mà không có nhạc thì Phúc Khang vào bên đó quay cho cô chú anh chị xem.
là quầy của chú anh chị. Thì Phúc Khang thấy ở trên cũng có hai em đang ngồi trên của chú anh chị. Không biết là có đường nào lên sao mà Phúc Khang trên đó thấy cũng có khách ngồi trên đó luôn của chú anh chị. Đây là quầy pha chế ha. Mình order thức ăn, thức uống thì ghé đây cho chú anh chị. Ngày xưa mà làm gì có chuyện mà nướng gì ăn đâu. Nướng không với mẹ chứ. Xưa là nấu hoặc là độn với cơm thôi. Em là thờ em cũng ăn độn với khoai lang với cơm em biết mà, em nhớ mà. Tuổi rồi. Dạ em năm nay cũng gần sắp xỉ cái hàng năm rồi. Hàng năm chưa đến nổi đâu. Yeah. Thì đương nhiên những anh chị cô chú trước nữa còn khổ hơn nữa. Em thì chưa có ăn bo bo thôi. Ở đây có ăn bo bo rồi đó. Dạ. Em thì chưa từng ăn bo bo thôi, nhưng mà giờ bo bo có tiền mấy ăn anh ơi. Bo bo giờ mắc lắm. Nhìn quá hấp dẫn luôn cả nhà. Đó, mỗi đêm thì anh nướng mấy chục đến trăm ký luôn cả nhà ơi. Nhưng mà khoai lang này là toàn bộ là miễn phí nha cả nhà. Ở đây anh Phương vừa không có tính tiền ha. Đó, buổi tối khá là đông luôn cả nhà ơi. Để Phúc Khang quay hết cái toàn cảnh cái chỗ này cho cô chú anh chị xem ha. Rồi Phúc Khang xin phép kết thúc video thôi cả nhà. Rất là đông cả nhà ơi. Thì bà xã của Phương Dừa mới vừa đi ngang rồi cả nhà. Còn anh Phương Dừa thì đang ngồi đây, đang tiếp khách, giao lưu với khách ở đây cả nhà. Đó, bà xã của Phương Dừa đang đi đó cả nhà. Thì buổi chiều thì cũng có nghệ sĩ Bảo Trung đến hội quán ngôi sao miệt vườn để ủng hộ Phương Dừa cả nhà. Thì bây giờ Phúc Khang xin phép kết thúc video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ ha cả nhà. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã thương yêu, đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh. Phúc Khang xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn.